Chào tất cả anh em nha. Nay bên mình chuẩn bị giao chiếc Isuzu xe dân dùng này, chiếc này 247 nha. Chiếc này thì bên mình có gắn từ cho khách rồi nè. Chiếc mini này có gắn từ cho khách nè. Chiếc này giao cho anh Nhang ở Măng Cành của Com Long anh em nha. Chiếc này dòng này hai cầu đây anh em. TA 247 nha. Cái này có gắn tời khá bài bản đây, có dùng mái che nữa nha. Bên mình đang hoàn thiện, đang sơn lại dàn tời trước khi giao cho anh nè. Dòng TA này thì cỏ này thì rất thích hợp với việc làm màu đây anh em nhé. Chiếc này thì gắn tời phía sau cũng khá là bài bản nha, có thêm cả hàng lĩa nữa anh em nhé. Này thì khá là đẹp, có cả mái che nữa nha. Đây, nội thất của nó đây anh em, còn khá là đẹp nha. Xe dân dụng nhưng mà tấm sàn vẫn còn nè. Sàn vẫn còn nha. Này thì hai gài cầu trước anh em nha. Rất là dễ nổ nha, test thử máy cho anh em ha. Rồi, ok, chào tất cả anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu về những chiếc xe như này thì xin vui lòng liên hệ với bên mình ha. Chiếc này thì mình bán cho khách hơn 60 triệu rồi anh em. Rồi, ok, chào tất cả anh em nhé. Mong anh em cho một like đăng ký kênh nha. Rồi, ok, chào anh em nha.